nhá. Hôm nay cửa hàng Mai Trang lên clip giới thiệu các bác hai con máy thổi lá siêu VIP vừa mới về cửa hàng bên em các bác nhá. Hôm nay thì em lên giới thiệu các bác hai con máy thổi lá dành cho bác nào mình là lá sân vườn, thổi lá sân trường, hoặc các bác thổi xung quanh vườn nhà vệ sinh nhá, thì rất là đẹp luôn, thổi sân bóng nhân tạo các kiểu nhá, hay bác làm bảo vệ thổi những ở những ngôi chùa các kiểu nhá. Thì hôm nay cửa hàng em có hai con máy, là một con máy đeo vai và một con máy cầm tay nhá, công suất vừa cho các bác nhá, rất là tiện lợi, rất là nhẹ nhàng và đặc biệt thì xài siêu tiết kiệm nhiên liệu cho bác luôn. Thì hôm nay em có hai con máy thổi lá, một con máy đeo vai nhá, hàng Mitsubishi cực kỳ nét luôn, và hàng Makita cầm tay cực kỳ VIP luôn các bác nhá. Rồi em xin phép giới thiệu chi tiết luôn. Thì đầu tiên các bác nào xem clip thì vui lòng cho em xin nút like nhá, nút đăng ký kênh và chuông thông báo. Số điện thoại cửa hàng 0976123330 nhá. Em xin phép giới thiệu chi tiết đầu tiên này. Đầu tiên thì giới thiệu bác con máy thổi lá cầm tay trước đi. Thổi lá cầm tay này là một con máy đến từ thương hiệu của Makita. Con này là Makita 4 thì luôn các bác nhá. Là hàng này rất thích hợp cho các bác nào mình là phụ nữ này, hay là các bác có tuổi rồi, hoặc là đơn thuần các bác muốn mua con máy thổi lá cầm tay hàng siêu VIP. Con này thì động cơ của nó là xăng trắng nhá, xăng trắng không phải pha xăng pha nhớt. Đó, con này thì các bác đổ trực tiếp nhớt vào cái buồng này, hoặc các bác đổ buồng nhớt của nó đây nhá, hoặc các bác đổ trực tiếp xăng trắng như kiểu vận hành như kiểu xe Honda. Đó. Và một lần các bác thay thì các bác chỉ cần thay 100ml thôi. Có nghĩa là 100ml các bác có thể thổi được các bác có thể vận hành con máy này 3 tháng liên tục nhá, 3-4 tháng liên tục các bác phải thay nhớt, quá tiết kiệm luôn. Quá tiết kiệm luôn các bác nhá. Hàng thổi lá mà bây giờ trên thị trường cầm tay thì Makita là vô địch thiên hạ rồi. Về cái chất lượng luôn nhá, hàng 4 thì chạy cực kỳ ngon. Trọng lượng con máy 5kg, sức gió thì rất là mạnh. Các bác thổi lá sân vườn, lá xung quanh vườn nhà hay là làm những công trình công cộng thì rất là tiện lợi nhá. Đó. Con này thì máy còn rất là đẹp luôn, động cơ là 26cc nhá, 34 ly, động cơ 26cc 34 ly. Quá nét luôn các bác này, xuất sắc nhá. Đấy. Máy bác thì liền lạc, rất là đẹp, đẹp 95% luôn. Rồi em test nổ luôn con thổi lá cầm tay Makita. Con này em báo giá công khai của nó này, giá công khai nhá là 2.800.000 này, bao phí ship nhá, 2.800.000. Bác nào muốn tư vấn thêm hoặc muốn quan tâm thêm thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại cửa hàng 0976123330. Test nổ luôn nhá, công tắc các bác đẩy phần phía trên này, giờ thì nó rất là nhẹ luôn, công tắc đẩy phía trên này rất êm luôn nhá. Chạy rất êm và giật rất là nhẹ nhàng luôn đó. Vì em quen giật máy cưa cho nên là vừa giật một nhịp thì nó lên rồi, 4 thì mà lên rồi thì mình chưa nghe tiếng máy mình lại giật thêm. Con này thì giá 2.800.000 nhá, bao phí ship, máy êm như chó thở luôn ạ. Ok nhá. Rồi, con Makita cầm tay tiếp theo con số 2. Số 2 ngày hôm nay thì có một con siêu VIP nhá, siêu nét luôn. Cho các bác nào mình thổi xung quanh vườn nhà, hoặc là các bác thổi sân trường, thổi công trình, hay các bác muốn mua con máy mà đeo vai, đeo vai hàng nhẹ nhá, hàng nhẹ mà đeo trên vai mà tiện lợi, chạy chất lượng, thì các bác tham khảo con này. Con này là máy Mitsubishi này, con này thì về hàng như hàng thùng luôn các bác nhá. Này, đẹp 97-98% luôn cho bác nhá. Hàng này là hàng siêu tầm luôn rồi. Đây, nó về cái dây quai đeo của nó đấy, nó còn nguyên cả cái ni lông, em cũng chẳng tiện bỏ ra, phải để cho nó đẹp, để cho nó đẹp các bác về các bác tháo ra nhá. Còn nguyên cái dây quai đeo của nó nhá. Còn phần dưới này nó chạm dưới đất thì nó hơi bẩn tí thôi, không sao cả. Bác về các bác cầu kỳ các bác cho bộ giặt Omo và các bác giặt và nó xong luôn nhá. Trọng lượng con này nhẹ, đeo trên vai nhẹ, rơi tầm tổng trọng lượng máy rơi tầm 6kg thôi. Chụp giật trợ lực này. Động cơ Mitsubishi thì anh em biết rồi, anh em là đang xài máy cắt cỏ, máy cắt cỏ các kiểu, động cơ máy bơm nước các kiểu của Mitsubishi anh em biết rồi. Xài độ êm ái, chất lượng và độ tiêu hao nhiên liệu của nó thì quá ít luôn. Nói chung động cơ máy cắt cỏ thì Mitsubishi là số 1, số 1 của Nhật Bản rồi các bác nhé. Số 1 của thế giới luôn rồi, động top thế giới luôn cho anh em. Máy cực kỳ là đẹp nhá. Bác đeo trực tiếp trên vai này. Đây em quay về phía mặt sau cho các bác nhé. Máy rất là mới này, con này. Đó, các bác điều chỉnh thì các bác trực tiếp ở đây nhá. Đấy, công tắc của nó này, đẩy lên là tắt nhá. Đẩy lên là phần xích tốt, đẩy lên là tắt này, để xuống mở đây. Ống áp của nó đầy đủ hết cho bác nhá. Con này phiên bản đeo vai mini, rất thích hợp cho bác có tuổi rồi.
có tuổi rồi à, mua về dùng con này phải nói là hết bài luôn, quá nét luôn. Con này động cơ 2 thì sang phá nhớt Mitsu thì lúc nào động cơ 2 thì rồi. Anh em nào xài qua máy cắt cỏ biết rồi nhá. Máy này rất là mới, tem mạc này. Quá nét luôn này. Con này xuất sắc luôn nhá. Quá nét luôn, hàng như hàng thùng luôn. Rồi, con này thì giá của nó nhá là em báo giá công khai là 3 triệu bao phí ship, 3 triệu đồng nhá. Bao phí ship cho bác nhá, một con máy cho các bác chơi hàng siêu tầm. Rồi, em test nổ này. Bật công tắc xuống đã. Đó, test nổ con số 2 cho các bác nhá. Máy móc thì hoạt động nghiêm chỉnh hết rồi. Rồi, siêu nhẹ nổ luôn, rất là nhẹ luôn các bạn nhé. Quá êm luôn, động cơ quá vip luôn các bạn nhé. Quá đẹp luôn các bạn. Quá đẳng cấp luôn. Gió rất là mạnh luôn, để em ga cái này nhé. Một tay test cho các bác rất là bất tiện đây này các bác này, các bác đây cái phần điều chỉnh trực tiếp ga, các bác đây chỉnh đây nhá. Đó, ga chết ở đây, còn khi các bác thích chơi bóp thì bóp ở đây các bác nhá. Rồi, con này thì giá 3 triệu bao phí ship, máy chạy sướng luôn. Siêu nhẹ luôn. Bao phí luôn các bác nhá. Rồi ok, thì con này giá 3 triệu bao phí ship đến tận nhà cho bác nhá. Ok. Các bác quan tâm sản phẩm thì mình liên hệ trực tiếp qua số điện thoại cửa hàng 0976 123 30 nhá. Đó. À, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video. Xin chào tất cả mọi người.